Dạ rồi, con xin phép chào cô chú nha. Dạ vâng, cô chú có thể cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cô chú tên là gì và đến từ đâu? À, cô chú tên là Võ Thị Thu Hoa, đến từ Tây Ninh. Dạ, còn chú? Chú là Nguyễn Triều Tiên, đến từ Tây Ninh. Dạ, hôm nay cô chú về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây? À, kiếm giùm con của cô là Nguyễn Dạ, Thị Thùy Linh. cô chú nói to lên một À, xíu giúp cô con nhé. chú muốn tìm con của cô là Nguyễn Thị Thùy Linh. Dạ, À, là tìm con đúng không ạ? Con con gái. gái, tìm con gái. Con gái của cô chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi á. Dạ, con mời cô chia sẻ chi tiết sự việc con của cô bỏ đi như thế nào? À, thì là bé không chịu đi làm với chị, bé muốn là tự đi làm một mình, để là nói chung là nó đi làm một mình ở ngoài nó thoải mái hơn, lại không muốn về đi làm với chị, cho nên tôi đó là con có nói thôi bây giờ con muốn cái gì thì con đi làm với chị đi vài tháng, rồi con lớn chút nữa mẹ sẽ cho con học cái nghề mà con thích, tại Dạ. vì giờ con còn quá nhỏ, con học xong con cũng không làm được gì. Rồi thì cháu nó cũng im im không trả lời. Sáng đó cô với chú đi khám bệnh ở Sài Gòn á, là ở nhà trốn đi. Thật sự là không có cái gì để gọi là buồn phiền với cháu hết. Là ngày nào cô? Là bữa thứ bảy, sáng thứ bảy Sáng á. thứ bảy luôn. Sáng thứ Sáng thứ bảy, bảy. bữa nay là mình thứ ba mà. 25 25 tháng 11. Thì chú đi Khi lấy đi thì áo con gái nhà mình có đem theo gì không cô không ha? lấy gì trơn á, nó Quần chỉ lấy quần áo. áo nó đem đi thôi à, À, có đem theo quần áo đúng đem không quần áo ạ? không chứ nó Khu không lấy gì vực nha, xung quanh nhà mình có camera không? nó rút hết trơn luôn, camera À. ở nhà, ở trong nhà có ngoài sân, Tức là là nhiều bé khi rút nó hết. đi là nó rút hết mấy cái chui ra, Rút điện, rút cho nên camera ra, là rút wifi mình ra. không có kiểm Nhà tra được. mình có mấy người con cô? Nhà có ba Ba. người, Bé là con thứ mấy? bé Út Bé út ha. Bé là hiện tại là mới tốt nghiệp. mới tốt nghiệp 12 xong. Bé nhà mình có ngoan không? Thì nó cũng ngoan đó, nó ngoan, Có bao giờ cãi cha cãi mẹ gì không ạ? nói chung nó không Không có luôn. cãi, con nói gì thì nó Không nghe. ha. À, nói gì thì nó nghe. Dạ. Và trước cái ngày 25 bé đi thì ba mẹ hoặc là các chị anh em trong nhà gia đình có ai la dạy gì bé không? Không, ý là Không như vậy ha. là tối cái đáng lý là sáng thứ bảy Dạ. là chị ba là bé này là Dạ. nói lên đây sáng nay dậy sớm để mà 8 giờ đi học việc với chị, Dạ. là đi lên chỗ cái siêu thị á, học việc với chị, tại vì là bước qua tháng sau là chị sẽ mở cửa hàng, Dạ. là chị kêu bé đi xuống là bán với chị tại cửa hàng Go Dạ. ha. Xong á là bé không có trả lời gì hết trơn á, thì tính là sáng thứ bảy á, là bé sẽ thức dậy sớm để mà đúng 8 giờ là tại có mặt tại cửa hàng. Dạ. Thì là cô cũng có nói ừ thôi con thôi vậy thì sáng con thức dậy sớm đi, con đi với chị lên cửa hàng để học việc rồi đi với chị. Thì bé không trả lời đi, không trả lời lời, nhưng mà bé chỉ nói là mẹ con không thích đi làm với chị, con không thích đi bán với chị, con chị mẹ mẹ suy nghĩ với con chị thích cái việc của con muốn làm. Là bé có tâm sự với cô là Có làm công việc gì không? là bé thích đi học pha chế. Học pha chế. À, rồi cô mới nói là thôi bây giờ con muốn thấy mẹ không có ép, nhưng mà bây giờ con còn nhỏ lắm, thì giờ trước mắt con cứ đi làm với chị đi, rồi con lớn chút nữa mẹ sẵn sàng cho con thích cái nghề của con. Thì nói chung là mình cũng sẽ nói hết ý với con cho nó hiểu. Là nó mới nói vậy nè, như vậy thì cái đó, cái này như là mẹ cố ép con, mẹ với chị là cố ép con làm cái việc mà con không thích đó. Thì cô mới nói cái này là mẹ với chị là muốn giúp con tốt thôi, Dạ. với lại là một là mình làm chủ lấy mình Dạ. không cần phải làm thuê làm mướn người khác. Con suy nghĩ đi bé Linh, tại con đi làm thuê người ta lấy đồng tiền nó rất là cực, hát Dạ. vui thôi buồn người ta sẽ chửi mắng mình. Nói Dạ. chung là cô sẽ nói phân tích cho con nó hiểu. Con biết bữa đó con nói chuyện với Minh Linh là 1 giờ rưỡi luôn á, 1 giờ rưỡi sáng, nói rất là nhiều, nói chung để khuyên cho mà nó hiểu, con biết không, là bé Linh chỉ nói mẹ cứ ép cái này là mẹ mẹ chị là cố ép mà. Nói chung là y như là mình phải năn nỉ thôi, y như mình phải năn nỉ, mình nói cho con nó hiểu, nói chung là mình muốn nó tốt với tại con nó mới lớn, Dạ. thì không có nghĩ là bé Linh bỏ nhà đi. Sáng đó là 3 giờ mấy cô chú mới đi thành phố khám bệnh cho chú nè, thì bé Linh vẫn thức dậy, bé Linh đi ra đóng cửa khóa cửa lại. Thì lúc đó là chị ba thì ở phòng dưới, bé Linh thì ở phòng trên. Thì ở phòng trên thì bé Linh tự xếp đồ bé Linh đi, chị ba không hay. Tới sáng đó mở cửa ra kêu Linh để mà thức dậy đi học việc á, Dạ. là mất tiêu Linh mới biết là Linh đi, chứ thật sự không hay, Và chứ chẳng trong làm quá gì Linh trình từ cái buồn. ngày 25 tới hôm nay là mình có liên lạc được với con không? Điện không được liền Điện ngay được ngày đó quá luôn. mà. Khi đi thì con có để lại thư từ lời nhắn gì không? Nó có để lại thư, Để lá thư ạ.
nội dung như thế nào nó chỉ xin cô? Lỗi ba mẹ. À, xin lỗi. Xin lỗi ba mẹ là con không được ngoan, tại vì con không nghe lời mẹ, lời ba, là bây giờ con sẽ đi đi làm, y như là con biết nó tự lập, làm những cái chuyện nó tự lập, những cái việc mà nó thích. Nhưng mà con biết con mình nó mới lớn, nó đi ra con rất là sợ, nó dạo con đường không tốt là một, hai là cái bà vụ nó đi bán. Trước giờ bé ở nhà thì gia đình nhà mình có để cho bé thiếu thốn một thứ gì không? Không bao giờ thiếu cái gì luôn á, không có thiếu một cái gì gọi là con bé nó sướng từ trong trứng sướng ra, con nói thiệt với con, không có thiếu một cái gì gọi bé là. Bé có than phiền điều gì không ạ? Không có than phiền điều gì hết. Muốn gì con nói vậy. Dạ. Không có thiếu thốn một cái gì hết. Và tất cả các mối quan hệ bạn bè là gia đình nhà mình có nắm bắt được không? Không thể nào hiểu hết. Cái đó con suy nghĩ đi, tại vì bạn bè nhiều khi nó ở nhà điều khác, còn nó ra đường con nó nắm hiểu hết. Bé là thường thường ở nhà có sử dụng điện thoại nhiều không? Có xài điện thoại đó. Có bao giờ thì cô và chú thì nghe bé gọi điện hoặc nhắn tin nói chuyện với ai đó thì đi đêm không ạ? Nó nói chuyện đâu có nghe đâu con. Trong phòng riêng. Trong phòng nó có phòng riêng của nó. Riêng mình nó xài điện thoại. Khó cửa lại. Rồi với lại con biết sao? Cô với chú nói chung là cô là điện thoại cô không có rành. Cái gì cần thì mượn mới lên, ờ con làm này giùm mẹ, giùm mẹ. Cô chỉ biết nghe với gọi. Còn thật sự mấy kia là cô đâu có rành, chỉ hai chị nó rành thôi, nhưng mà hai chị nó không có nghe. Lớn này kiểu làm có cái việc riêng. Đó. Mà nói hết ý với bé Linh luôn. Chứ họ chẳng có nhà, chẳng ai làm gì, bé Linh buồn phiền hết. Mà nói chung là bé Linh không thích đi làm với chị, mà bé Linh bỏ nhà đi đó. Đó là cô nói tóm gọn là vậy. Và cái nguyện vọng của bé Linh đó là muốn học nghề pha chế học đúng không pha ạ? Chế. Thì bây giờ thì như thế này. Thì bây giờ chỉ cần bé Linh quay trở về thì cô chú tạo điều kiện cho bé Linh đi học nghề pha chế ha. Trên cái video này thì cô, bản thân cô là mẹ, cô có điều gì cô muốn tâm sự với con gái của mình? Con xin phép mời cô. Vậy thì bây giờ bé Linh nghe lời mẹ, con sẽ quay về đi. Thế rồi mọi chuyện gì mà con đã làm sai, mẹ chấp nhận, mẹ với ba với chị sẵn sàng bỏ qua cho con. Ở đây gia đình đó là thương con, muốn cho con tốt thôi, chứ không phải mà ép buộc con để con đi làm với chị. Rồi con đó, đừng có nghe lời người ta, con cứ về. Rồi gia đình sẵn sàng bỏ qua cho con. Rồi con muốn gì gia đình hả, để suy nghĩ tính toán là sẽ lo cho con. Chứ con đừng nghe lời người ta, con cứ quay về đi. Con nghe lời mẹ, lời ba, lời chị. Con thấy ở nhà có ai thẩm thương con không? Con cứ nghe lời con đi về đi. Rồi mẹ sẽ lo cho con, chị sẽ lo cho con, ba sẽ lo cho con. Con đừng có đi như vậy, hôm nay đi không có tiền cho mình nữa. Chị nó kiểm tra tài khoản thì không, mình còn có mấy chục ngàn thôi. Con về đi, mẹ sẽ chấp nhận cho con đi đúng học rồi. Này. Con về đi rồi mẹ chấp nhận cho con đi học. Theo con đường con chọn, đúng không ép buộc con nữa. Con đi về đi rồi mẹ chấp nhận con, phải một ngày con chọn, con thích cái học pha chế mẹ cho con đi học. Rồi chú này, chú con có điều gì muốn tâm sự với con không? Mình chỉ biết muốn con mình về thôi chứ mình thương chú nhớ con nhiều không? Nhất nhiều lắm. Rất nhiều đúng không ạ? Lo cho con nhiều đúng không ạ? Bởi vì chú mà. Là bản thân chú làm cha mà thường thường cha là tình thương lại để trong lòng. Ít nói giấu kín, còn mẹ thì bộc lộ hết, mẹ thương nhiều là mẹ khóc sút mướt nãy giờ rồi. Chú có điều gì chú muốn tâm sự với con của chú? Chú nói đi cho con của chú về. Ba rất thương con, ba muốn con về với gia đình. Có gì thì ba sắp xếp công việc như con làm thì ý muốn của con. Về đi thì ba mẹ sẽ đồng ý cho con đi theo con đường con chọn. Hy vọng rằng là bé gái xem được video này thấy cả ba cả mẹ lặn lội từ Tây Ninh một quãng đường rất là xa để về Bình Dương nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm bé, thì hy vọng bé đang ở đâu đó, bé hãy suy nghĩ lại. Bởi vì năm nay tuổi đời của bé 18 tuổi rồi. Cũng biết đâu là đúng, đâu là sai, biết nhìn nhận vấn đề, thấu hiểu để mà sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Bởi vì tới giờ phút hiện tại thì cả ba và mẹ cũng đã đồng ý cho bé để đi theo con đường của bé chọn, đó là học pha chế. Ba mẹ sẽ không ép bé đi làm cùng với chị nữa, nên hy vọng bé nhanh chóng quay trở về. Bởi vì hiện nay thì mặc dù bé 18 tuổi nhưng ngoài đời ngoài đường bé chưa từng va vấp. Đúng rồi, nó quá khờ. Chưa từng biết được rằng ngoài đời ngoài đường rất nhiều cặp bẫy đang chờ sẵn. À đúng rồi. Ngoại hình của bé ở hình có giống ở ngoài không? Y hình y luôn. Rất xinh đúng không ạ? Rất xinh, rất dễ thương. Rất dễ thương. Lấy bằng tốt nghiệp. Rất là đẹp. Chính vì quản lý của nó cũng nói mà, con thấy bé cũng rất là thương. Thằng quản lý ở trên cái nhà hàng đó. Chính vì cái điều dễ thương, điều đẹp đấy, bé có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. À, bởi vì bên ngoài có rất nhiều đối tượng xấu có thể rằng dụ dỗ hoặc ép buộc bé làm những công việc nhạy cảm. Thì đó. Đó là cái điều lắm. Mà gia đình đang rất là lo sợ đúng không ạ? Sợ, nên bản thân
Chú hy vọng rằng là bé nhanh chóng quay trở về đoàn tụ với gia đình. Bởi vì chỉ có gia đình là số 1 và gia đình là thương con, là chỉ có cha mẹ là thương con vô điều kiện. Còn bên ngoài họ thương con sẽ có điều kiện. Có điều kiện. Dạ. Thật sự đây là một câu chuyện rất là buồn ha. Đúng rồi, buồn lắm con. Dạ rồi, điều cô chú còn điều nào chia sẻ nữa không? Không ngủ được luôn á. Dạ. Rầu thì bây giờ mẹ lắm. Nói với con, về đi nhân Linh. Vô mở phòng ra thấy trống là nhớ lắm mà làm cha mình không nói được. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây lại tiếp tục một câu chuyện của cô chú từ một tỉnh rất là xa Tây Ninh để về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con. Thì câu chuyện này rất lấy làm tiếc, thì rất hy vọng rằng câu chuyện này khi mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội, rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ, để hy vọng một ngày gần nhất thì con gái của cô chú sẽ quay trở về để đoàn tụ cùng với gia đình. Và nếu ai thấy bé Linh như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là khuyên bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Cái sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng chưa? Cô chú trình báo công an chưa? Không có trình báo. Hôm nay mình về trình báo liền nha. Rồi, ở về trình. Dạ. Có cô đi lên trên cái chỗ mà con bé này nè, mà dắt con cô đi á. Cô có lên trên đó cô trình báo với cái công an xã. Mình cứ trình báo công an đi nha. Rồi, mình cứ phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Là cô lên đó là cái ông công an xã của cái huyện Châu Thành á, là ông cũng có nói là cái con bé đó nó làm giấy mà nó xin qua Bình Dương này nó làm á, là nó có dắt theo một con bé mặc áo khoác màu đen. Rồi bây giờ này, bây giờ con bảo cô như thế này này, sau ngày hôm nay cô về cô trình báo cơ quan chức năng nơi mình đang sinh sống. Mình sống ở phường xã nào thì mình trình báo ở đấy. Rồi. Nha. Trình báo công an gấp, không để chậm trễ nhá. Và hôm nay cô chú về đây thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là giúp hoàn toàn miễn phí nhá. Cảm ơn. Thì cô chú về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay ghi hình đăng tin lên tìm con, đúng không ạ? Thì cô chú có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con gái của mình không? Rồi, cô đồng ý không ạ? Rồi, đồng ý. Chú đồng ý không ạ? Đồng ý. Dạ rồi, thì cuối video này mình thì con mình về chứ dạ. Cuối video này thì con không biết nói gì hơn, thì con thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc cho cô chú nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhận tin vui là con gái sẽ quay trở về một ngày gần nhất. Rồi, và cô an toàn nhất cô chú nha. Rồi, cô chú cảm ơn đội hiệp sĩ Thanh Hải nhiều lắm. Dạ rồi, thì em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em xin phép xin chào và hẹn gặp lại.